Công mà xin chào anh chị các bạn đang nghe theo dõi video trên kênh ITP Club Channel. Thì đây là cái video Công nghiệm thu lại để nhận định thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay và phát vào lúc 17 giờ 30 với cái nhận định tổng quát về thị trường và view vào những cái cổ phiếu có những cái tín hiệu mua bán ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay và view một vài những cái tin tức chủ chốt ở trong cái ngày hôm nay đồng thời là Công nghiệm sẽ view thêm một số những cái cơ hội để chúng ta có thể là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở trong uh, giai đoạn này. Thì đầu tiên đến với cái tin tức của uh, thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì hôm nay là cái ngày uh, đầu tiên là cái hiệu lực của quyết định hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước với các ngân hàng thì hôm nay là bắt đầu là đồng loạt hạ lãi suất rồi và với những cái tín hiệu như vậy thì cũng đang có những cái dấu hiệu tâm lý tích cực hơn đối với là các cái doanh nghiệp ở trong cái giai đoạn tới khi mà thứ nhất là nếu mà có nhu cầu muốn vay thì có thể là vay được với lãi suất rẻ hơn hay là những cái doanh nghiệp mà đang chịu những cái khoản vay thì có thể là tạm thời là trả lãi suất với những cái lãi suất thấp hơn hoặc là với những cái doanh nghiệp mà trong cái giai đoạn này mà đang vướng vào cái khoản nợ mà chưa thanh toán được để có thể là giữ nguyên cơ cấu là không bị đẩy sang cái mức nợ xấu cao hơn nên là giai đoạn này về cái tâm lý thì có vẻ là cũng tích cực hơn một chút so với cả ở uh, trong những cái giai đoạn trước để còn thêm cái chính sách như này thì nó sẽ ngấm vào uh, nó ngấm vào thị trường dần dần chứ nó cũng chưa thể nào có tác động ngay lập tức được mà nó sẽ ngấm từ từ dần dần giúp cho doanh nghiệp trước mắt là vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn đã sau đó thì dần dần mới bắt đầu ổn định trở lại và dần dần bắt đầu mở rộng sản xuất và à, dần dần lợi nhuận bắt đầu tăng dần lên và có thể là trong những cái giai đoạn sau này thì bắt đầu mới có được những cái mức lợi nhuận à, tăng đột biến hơn và khi đó là cái lúc mà à, doanh nghiệp hưởng thành quả thì khi đó là chúng ta đầu tư chứng khoán để chúng ta cũng sẽ là những cái người hưởng thành quả tăng giá ở trong những cái giai đoạn sau thì đó là cái thông tin thứ nhất cái thông tin thứ hai thì à, giai đoạn này thì về cái khối ngoại thì cũng liên tục là à, bán dòng vào trong một vài phiên giao dịch gần đây với cái à, trong tháng 5 vừa rồi từ đầu tháng 5 đến giờ thì khối ngoại bán dòng khoảng 2.700 tỷ ở à, trong tháng 5 thì À, không biết là có phải là à, do là bên khối ngoại họ vẫn à, có cái tâm lý là sell yên mây hay không nhưng mà trong tháng 5 này thì họ cũng đang có vẻ là thực hiện đúng cái cái câu nói đó đó là tháng 5 thì họ bán và có khi là đến tháng 6 này mua lại và ở đây là chúng ta đang ở cuối tháng 5 rồi thì có thể kỳ vọng là sang tháng 6 với cái lượng tiền bán đó thì họ lại trở lại mua với cổ phiếu để mà giúp cho thị trường chúng ta có được những cái quá trình tăng giá tiếp Một thông tin tiếp theo thì đó là về liên quan một chút về ngành thép thì giai đoạn này thì với ngành thép thì cũng có những cái thông tin trái chiều đó là giai đoạn là vừa rồi thì khi mà họp những cái đại hội cổ đông thì với những cái cổ phiếu ở ngành thép thì với những cái công ty thép thì đã đưa ra những cái dự báo là kết quả kinh doanh ở trong năm nay là có mức lợi nhuận và tuy nhiên thì trong cái giai đoạn này thì Uh, cái thứ nhất là cái giá thép ở trong nước và giá thép thế giới thì nó lại đang giảm. Với cả uh, thêm một cái là giá điện thì tăng. Thế nên là ở đây là uh, cũng có những cái thông tin trái chiều để mà kỳ vọng với những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngành thép. Thế nên ở đây là à, trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì anh chị bạn cũng có thể thấy là à, cổ phiếu Hòa Phát với cả Hoa Sen và cả Nam Kim thì nó giảm điểm. Thì ở đây là trong cái nhóm cổ phiếu ngành thép để công nhận thấy là ba à, cái cổ phiếu lớn thì đã giảm điểm rồi, nhưng mà những cái cổ phiếu nhỏ ví dụ như là à, cổ phiếu VGS này rồi SMC hay là TLH là vẫn còn đang À, duy trì được ở trong trạng thái tốt thì như vậy là giai đoạn này những cái cổ phiếu lớn để có thể là nó rung lắc à, giảm điểm nhẹ còn những cái cổ phiếu nhỏ thì có thể là vẫn duy trì được ở trong những cái trạng thái giá và có thể lại tiếp tục quay trở lại tăng nó giống tương tự như là với những cái cổ phiếu ở trong nhóm cổ phiếu chứng khoán đó là những cái cổ phiếu lớn cổ phiếu trụ thì lại không tăng được còn những cái cổ phiếu nhỏ thì lại tăng năm mươi và có cổ phiếu lại tăng bảy mươi một uh, thông tin uh, tiếp theo đó là uh, về cái uh, liên quan một chút về cái uh, dầu khí lĩnh vực dầu khí nhưng mà đây là liên quan đến uh, thế giới một chút đó là uh, như anh chị bạn có thể biết là uh, bên châu âu thì cũng là cấm nhập khẩu uh, dầu từ nga thế nhưng mà cuối cùng thì họ uh, uh, do là cái khối OPEC ở dòng giai đoạn này với cả bên nga thì cũng gọi là có mối quan hệ mật thiết với nhau vì thứ nhất là nắm giữ được cái lượng mỏ dầu mà tự dưng bây giờ là lại để cho một cái khỉ khối nào đó không có được cái tỷ lệ khai thác tốt họ chỉ có thị trường thôi và họ lại cứ muốn là quyết định cái giá dầu và với bây giờ thì áp với giá dầu vào nga để mà cho nó cao nhưng mà cuối cùng thì chạy loanh quanh lòng vòng thì châu âu lại phải vẫn mua dầu của nga hoặc là mua dầu của bên khác nhưng mà lại với mua với cái mức giá cao hơn và giai đoạn này thì về châu âu thì cái giá dầu thì về cả giá khí thì đang ở cái mức rất là cao thế nên là lạm phát rất là lớn và với châu á của chúng ta thì đã đang hưởng lợi hơn khi mà cái giá dầu bán cho cái những cái quốc gia của châu Á thì nó có vẻ là đang rẻ hơn so với cả những cái quốc gia của châu Âu và Việt Nam thì cũng đang có được những cái thông tin hỗ trợ là bên đề xuất từ bên uh, Nga là về uh, tập đoàn dầu khí của Nga thì muốn là mở rộng uh, muốn mở được một cái trung tâm về dự trữ uh, dầu ở uh, trung tâm năng lượng uh, liên quan đến dầu ở Việt Nam và um, bên cạnh đó thì còn có thể là hỗ trợ giúp Việt Nam là uh, sản xuất là điện với uh, cái năng lượng hạt nhân để, để giai đoạn này thì về thông tin Việt Nam thì cũng có uh, một vài những cái thông tin hỗ trợ tốt như vậy nhưng mà về tương lai thì cũng chưa biết là như nào nhưng mà nếu mà điều đó xảy ra thì uh, như vậy là cũng uh, có được những cái uh, quá trình mà giúp cho Việt Nam là tiếp tục là tích lũy để mà tăng trưởng tiếp về dài hạn là giai đoạn sau thì đó là một vài những cái thông tin cơ bản như vậy trở lại với thị trường ở trong cái phiên uh, giao dịch ngày hôm nay thì uh, uh, những cái cổ phiếu mà có những cái tín hiệu mua bán thì công nhiệm sẽ view vào để mà giúp đánh giá uh, trong cái phiên giao dịch này thì trước tiên là xét về những cái tín hiệu ngăn hạn với uh, thị trường ở uh, trong cái thời điểm này với thị trường chung thì uh, công nhiệm thấy là uh, trước mắt là với chỉ số uh, vn30 f1m ở đây thì nó đang dao động ở trong một cái vùng hình hộp chữ nhật và đang có chiều hướng là xuống biên dưới và nó đang hồi phục lên thì với những cái trạng thái như này thì công nghiệp cũng kỳ vọng là thị trường sẽ quay trở lại hồi phục ở trong cái phiên ngày hôm sau khi mà thứ nhất là với vn30 f1m nó đang có những cái vùng hỗ trợ ở ngay bên dưới rồi thì với cái kỳ vọng này thì có thể là nó quay trở lại nó hồi phục và tiếp tục tăng điểm Thế còn với chỉ số VN Index ở đây thì nó cũng trạng thái giá tương tự như vậy thôi. Đó là nó đang có một cái vùng hỗ trợ và với những cái vùng hỗ trợ như này thì đang có thể là giúp cho với cái thị trường ở trong cái giai đoạn này nó xuống cái biên dưới rồi và bắt đầu là nó có cái lượng cầu mua vào cũng như là đang có hỗ trợ ở trong ngắn hạn là trong cái giai đoạn này với hỗ trợ của VN Index là quanh những cái vùng 1061 điểm bên dưới hơn là 1054 điểm như vậy là trong ngắn hạn thì cũng đang có hai cái vùng hỗ trợ. để với hai cái vùng hỗ trợ này thì công nghiệp kỳ vọng là trong vùng này thị trường sẽ hồi lên được và có thể là sẽ có một số những cái cổ phiếu tiếp tục hỗ trợ cho cái chiều tăng của thị trường nhất là nhóm cổ phiếu trụ à, thuộc vn30 và à, có thể là những cái thêm một vài những cái cổ phiếu khác đang có những cái dấu hiệu tạo đáy như là cổ phiếu vinamilk hay là cổ phiếu masan. còn ở đây là với những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đầu tiên ở đây là trong ngắn hạn thì à, đây là những cái tín hiệu mà cái robot công nghệ mà xây dựng là để mà cảnh báo cái chiều mua chiều bán thì à, với cái chiều mua chiều bán này thì có những cái con bốt là ngắn hạn và con bốt là đầu tư theo xu hướng và cái con bốt là đầu tư theo trung à, hạn hơn còn cái dài hạn thì công nhiệm không dùng robot bởi vì sao bởi vì là ở đây là nếu mà xét về dài hạn nó tính theo tháng nếu mà chúng ta đánh theo tháng thì cái biên độ cắt lỗ nó rất là lớn vì ở đây là anh chị bạn tính giả sử chúng ta nắm giữ hết một tháng chẳng hạn mà chẳng hạn là bây giờ cổ phiếu là đang đầu tư mà trong một cái chen sóng cái chiều tháng này ví dụ tháng này là chúng ta mua chúng ta đang nắm giữ thế nhưng mà đến lúc mà chúng ta bán thì nó phải chờ hết tháng thì chúng ta mới bán thì giả sử bây giờ là cây lến này chúng ta mua và đến tháng này thì chúng ta bán thì cuối cùng là nó cũng về hòa và như cũng chẳng được cái gì cả thế nên là xét về đầu tư dài hạn thì công nghiệp chuyển nó sang là chúng ta chỉ đầu tư về trung hạn thôi chúng ta sẽ đánh theo những cái con sóng như vậy thì ở đây là những cái tín hiệu ngắn hạn trước thì, thì với những cái tín hiệu ngắn hạn thì hôm nay tỷ cộng thì Tây Cộng thì nó vẫn theo một cái con sóng và có những cái con sóng sẽ ăn được uh, những cái lợi nhuận tốt, có những cái con sóng hòa, có những cái con sóng lỗ và cái mức lỗ bình quân nó chỉ khoảng ở đấy là tầm 56%. Còn cái mức lợi nhuận bình quân nếu mà đánh ở trong những cái con sóng này thì nó sẽ được khoảng ở đấy là 20-25%. Như vậy là uh, nếu mà chúng ta gồng theo cái sóng này, uh, gồng theo những cái tín hiệu robot mà đã được backtest rồi thì công nhận đánh giá thì nó vẫn sẽ được những cái hiệu quả lâu dài cổ phiếu BMP thì có cảnh báo chiều mua nhưng ở đây là cũng nghiệp vẫn đánh giá là nó đã có một cái chân sóng tăng từ trong những cái vùng giá là 55 rồi mà lên đến đỉnh của nó là 80 như vậy là với cổ phiếu BMP này thì có thể nó sẽ vướng phải một cái pha điều chỉnh nhẹ ở trong cái giai đoạn này khi mà trong ngắn hạn thì nó đang xảy ra một cái trạng thái mất cân bằng giá để có thể nó điều chỉnh ngắn hạn À, và cái mức target điều chỉnh sâu nhất nó có thể rơi về quanh những cái vùng giá 67 sau đó để có thể nó tăng tiếp thế còn ở đây là với cổ phiếu BMP thì trạng thái giá của nó công nghiệp đánh giá là với cái kỳ vọng mà để mà đạt trạng thái mất cân bằng về dài hạn nhiều nhất thì nó sẽ phải tăng lên đến quanh những cái vùng giá 104 đi ạ. 104, 104 nghìn thì với cổ phiếu BMP này nên là cái mức giá đó thì nó mới đạt những cái trạng thái mất cân bằng để nó quay trở lại nó giảm một cái chen dài nên ở đây là xét về cái thanh khoản giao dịch ở giai đoạn này với bmp thì công nhiệm thấy cái tiềm năng về dài hạn nó vẫn có thể tăng tiếp được nhưng mà trong ngắn hạn thì có thể nó sẽ vướng phải một cái quá trình điều chỉnh ngắn cổ phiếu dhc thì ở đây là đang cảnh báo về cái chiều mua thì về cái chiều mua này thì uh, xét về những cái tín hiệu tích lũy của nó thì công nhận thấy là nó cũng là có một cổ phiếu mà có cơ hội để mà tham gia mua nhưng mà tiếc rằng cái cây nến hôm nay nó là một cái lến, nó gọi là uh, rút chân thì nó mở phiên là giá cao thì nó giảm xuống giá thấp thì như vậy nếu mà có mua thì mua ở phiên ngày hôm sau thì nó sẽ được cái vùng giá tốt hơn còn ở đây thì cái target này thì chỉ đánh ngắn thôi thì cũng chưa để đánh nhá đánh đánh dài được vì vì là ở đây nó chưa hình thành cái sóng dài nó chỉ chớm chớm hình thành thôi nhưng mà cơ hội nó có khi mà nó vượt ngay cái vùng đỉnh ngắn hạn này nó sẽ có được những cái tín hiệu về trung hạn và ở đây thì khi mà có tín hiệu về trung hạn thì chỉ gọi là một cái sóng hồi và sóng hồi của nó sẽ đặt cái target là quanh những cái vùng giá 46 với cổ phiếu DHC này tiếp đến là cổ phiếu DHC ở trong nhóm chứng khoán thì hôm nay đang có cảnh báo bán ngắn cổ phiếu G giờ thì giai đoạn vừa rồi nó rung lắc khá là nhiều. Đây là thường là giai đoạn vừa rồi view mua với cổ phiếu G với giờ chủ yếu là công nhận view là theo cái trên về trung hạn. Theo cái trên về trung hạn thì đoạn vừa rồi nó gặp rung lắc chúng ta vẫn còn giữ được. chứ nếu mà đánh ngắn thì có khi là đã thoát hàng rồi. Còn ở đây là cái trên trung hạn nó vẫn đang có chiều hướng khởi đầu và sẽ có những cái cơ hội tăng giá tiếp và kỳ vọng cái tăng giá này thì công nhận đang đặt ở quanh những cái vùng 23, 20 đến 23 nên là ở đây tiềm năng của nó tăng giá ở giai đoạn sau này vẫn còn rất là nhiều. Cổ phiếu GL hôm nay để cảnh báo bán nhưng mà về trung hạn thì nó vẫn đang duy trì được một cái xu hướng có những cái điểm mua về trung hạn thì ở đây là với những cái tín hiệu giảm giá này đang có hỗ trợ quanh những cái vùng 22 thì thường là nếu mà chúng ta có mua về trung hạn chúng ta thấy nó giảm về những cái vùng 22 đến 22.5 là cái vùng đó để công nhận thấy mua để theo chen trung hạn được và cái biên độ cắt lộ nó rất là thấp ở đây thì cổ phiếu uh, gil này thì phần lớn là nhà đầu tư dài hạn họ đang nằm dưới ở quanh những cái vùng 19 này Thế nên là chúng ta có mua ở vùng này thì cũng không hề cao và phần lớn là khi cổ phiếu điều chỉnh về những cái điểm khởi đầu tăng dài hạn ở giai đoạn trước đó thì do sau này thì nó sẽ có những cái cơ hội là uh, hồi phục tích lũy và tăng tiếp ở trong những cái chen dài hạn ở giai đoạn sau thì ở đây là với gil trong vùng giá cũng khá là thấp và đang có những cái tín hiệu về trung hạn thì đây cũng là một cổ phiếu có thể chú ý được ở trong những cái phiên uh, giảm ở trong uh, một vài cái phiên trong cái tuần này cũng như là sang tuần sau. IDI thì có tín hiệu mua ngắn nhưng mà gặp ngay những cái vùng kháng cự ở vùng 12 nó chưa vượt qua được, tín hiệu mua hôm trước là không đẹp, này nó cảnh báo bán luôn rồi. Tiếp đến là PC1 thì ở đây nó đang gặp cái vùng giao dịch khá là nhiều, nên vùng này cũng là cái vùng mà tâm lý nhà đầu tư thay đổi liên tục, đó là nó rơi vào cái trạng thái là cũng chưa biết là như nào, nên là mua bán liên tục thì ở đây robot nó cũng đang thể hiện là một cái trạng thái giá đó là mua bán mua bán mua bán và à, trong cái vùng này là cái vùng giao dịch khá là nhiều nên là nó cứ dao động như vậy nó chưa thể hiện rõ được xu hướng nên là thường là với những cái tín hiệu như như hiện tại của pc 1 thì thường là sẽ hạn chế tham gia tiếp đến là cổ phiếu PVT PVT đây thì ở xu hướng về dài hạn công nhận thấy nó tích lũy khá nhiều ở trong vùng này rồi và đây là vẫn đang trên hỗ trợ nên là cũng chưa xảy ra cái trạng thái mất cân bằng về dài hạn và trường hợp mà xảy ra những cái trạng thái mất cân bằng về dài hạn thì cổ phiếu PVT này nó phải đạt đến cái vùng giá 34. Thì ở 34 thì ở đây là 28 rồi. Giai đoạn trước này có thể là cũng coi như là đã đạt cái trạng thái mất cân bằng rồi. Nhưng ở đây thì vẫn hy vọng rằng nó sẽ có tiếp một cái chèn nữa lên đúng cái vùng giá mà có thể là hơn. Có nhiều khi có thể là lên 40 là cái vùng giá mà đạt trạng thái mất cân bằng về dài hạn. Sau đó nó tạo đỉnh về dài hạn là nó đi xuống đây là cổ phiếu BVT còn về cái tín hiệu hiện tại công nhận thấy là nó đang tích lũy nền ổn rồi vượt qua kháng cự và ở đây là đã có những cái dòng tiền lớn nằm ra thì cũng có thể chú ý đánh nước tiền cộng được còn hiện tại là nó tích lũy nền ở dưới cái vùng kháng cự này cũng khá là nhiều tuần rồi đây là cái kháng cự này thì giai đoạn này nếu mà có vượt thì nó cũng dễ vượt tiếp đến là SSC SSC thì cổ phiếu này thì cũng vẫn theo trên trung hạn là giai đoạn trước đó Tiếp đến là TAZ. TAZ đây cũng là cổ phiếu mà theo trend trung hạn được mà ngay trong vùng giá hiện tại thì vẫn mua được để theo trend trung hạn. Rồi đó là một số những cái cổ phiếu mà cái con bot và công nghiệp nó cảnh báo cái chiều mua bán thì đây là cái con bot nó mang cái yếu tố khách quan và ngoài ra thì có cần phải thêm ví dụ như là thêm cái robot bằng cơm nữa đó chính là công nghiệp. Công nghiệp sẽ phải lọc cổ phiếu ra để lựa chọn những cái cổ phiếu nào nó đạt được cái tiêu chí mạnh và sau đó là những cái cổ phiếu nào có tín hiệu bán để mà đưa ra những cái nhận định cũng như là những cái tín hiệu như vậy thì công nhận sẽ đưa ra để khuyến nghị ở trong du khách hàng và à, với những cái tín hiệu này thì thường nó cảnh báo để chúng ta à, xem xét ngay lập tức thế nên là chị nào mà chúng ta có cái nhu cầu nhận được những cái tín hiệu như này thì à, xem vào cái phần à, mô tả ấy, thì công nhiệm có thể để cái link của zoom à, zoom robot là ở đây là robot free thì nó sẽ quét và nó báo với anh chị các bạn những cái điểm mua và bán theo xu hướng để là cảnh báo để chúng ta xem xét với cổ phiếu hoặc là để mà được hỗ trợ tốt hơn từ những cái con bot mà chất lượng hơn cũng như là nhận được những cái tư vấn hỗ trợ thường xuyên hơn từ công nhiệm thì anh chị bạn có thể là liên hệ với công nhiệm để uh, chuyển id hoặc là mở tài khoản giao dịch dưới id tư vấn của công nhiệm bên công ty chứng khoán VPS để công nhiệm sẽ dùng mọi khả năng của mình để mà hỗ trợ với anh chị các bạn làm sao anh chị các bạn uh, kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường này và kể cả là có uh, thời điểm mà có thể mất nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được là chúng ta sẽ bị mất ít và không bị mất nhiều thì ngoài những cái cổ phiếu trên ra thì ở đây công nhiệm sẽ nói thêm về một số những cái cổ phiếu mà đang trong những cái vùng mà công nhiệm thấy là có những cái cơ hội để tham gia mua. Thì ở đây là đầu tiên là cổ phiếu tất xanh thì cũng đang trong những cái vùng điều chỉnh ngắn hạn rồi. Về vùng này công nhiệm đánh giá là thường mua vào, đánh lướt tê cộng ngắn hạn cũng như là kỳ vọng luôn về trung hạn vẫn được. Tiếp đến là DXS thì nó đã vượt qua kháng cự rồi, nó tích lũy tạo lề ở trên này. Thường là với những cái tín hiệu như này chúng ta à, quan sát những cái phiên rung lắc giảm thì chúng ta mua vào để mà kỳ vọng nó tiếp diễn một cái sóng ngoài ra là có VGI cũng đang trong những cái vùng giá mà có nhận thấy có cơ hội để tăng giá tiếp đến là cổ phiếu xa mà có gặp rung lắc một chút thì vẫn là tham gia mua được để kỳ vọng là theo một cái trend trung hạn với những cái cổ phiếu như là trong dòng dầu khí này BSG với OI thì ở đây nó vẫn đang trong những cái vùng tích lũy khá là chặt nhưng mà thường là chúng ta lên mua ở trong những cái vùng tích lũy chặt như này để khi mà nó có chạy thì chúng ta bán nó giống như là cái cổ phiếu IDC trong giai đoạn vừa qua thì nó tích lũy khá là chặt chẽ nhưng mà đến phiên ngày hôm nay nó có dòng tiền vào để sau đó thì bắt đầu nó tăng mạnh lên 4,6% nên giả sử phiên sau mà nó có tăng mạnh lên một cái nữa là 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 nhiều khi là 10 phần trăm chẳng hạn thì chúng ta đã có thể chốt lời rồi nếu mà trường hợp chúng ta vào những cái cổ phiếu như oi BSG mà chờ nó chạy chúng ta mới vào thì nhiều khi là sẽ bị lỡ mất cái cơ hội nên ở đây là vẫn đang có trong cái vùng tích lũy nền rất là đẹp rồi à, nó vẫn là cái cơ hội trong vùng giá mua để công nhiệm chia sẻ để anh chị bạn có thể nắm được ngoài ra ASM thì cũng có trạng thái tương tự như vậy à, tvd cũng có trạng thái tương tự như vậy ngoài ra để có thêm gx này rồi ttf này rồi À, giai đoạn này Vinamilk ở đây là đang có tín hiệu hỗ trợ về dài hạn và hơn nữa thì nó cũng đang có tín hiệu à, phân kỳ đảo chiều và cái lến hôm nay nó hồi phục như này là xác nhận rồi Thế nên là có thể là tham gia mua ở trong cái phiên ngày hôm sau để mà kỳ vọng cái sóng này nó hồi phục lên những cái vùng giá 72 hiện tại 67 đến 72 thì cũng à, chưa được 10% nhưng mà với Vinamilk thì cũng là một cổ phiếu quốc dân cổ phiếu an toàn thì nó cũng có thể là là một cái cổ phiếu để anh chị các bạn cân nhắc ở trong giai đoạn này đó là mua bắt đáy cũng như là có cơ hội hồi phục ở trong ngắn hạn để chúng ta tìm kiếm những cái mức lợi nhuận một cổ phiếu khác ở trong nhóm à, cổ phiếu về nương thực thực phẩm đó là cổ phiếu pan thì ở đây thì nó cũng đang ở trong những cái vùng điều chỉnh giảm nhẹ thì trong hôm nay thì công nghiệm lưu ý ở trong livestream rồi thì nhưng mà à, sau đó để làm thêm cả cái video là mua vào cổ phiếu pan nhưng đến cuối phiên thì là nó 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 tăng lên 2,3% là cũng không, không biết là có phải do công nghiệp khuyến nghị mua hay không. Đấy, nhưng mà ở đây là à, với cái cổ phiếu ba này thì công nhận thấy nó đang có những cái tín hiệu vẫn đang trong những cái điểm khởi đầu của sóng về trung hạn và vẫn đang trong vùng mua đẹp để chia sẻ để cho bạn có thể nắm được để chúng ta cũng không bị mua quá cao mà trong những cái vùng có thể kiểm soát được rủi ro. Thì cổ phiếu TR cũng tương tự như vậy thì lúc nãy vừa nói rồi, rồi là cũng tương tự như vậy thôi. Rồi thì đó là những cái nhận định chia sẻ của công nghệ mà trong cái video này ở cuối buổi cuối cái phiên giao dịch để anh chị các bạn chúng ta có thể nắm bắt được những cái thông tin cơ bản và chúng ta nắm bắt được thị trường đang vận động như nào, những cổ phiếu nào có tín hiệu mua bán và những cái cơ hội nó đang có là như nào để anh chị bạn có được những cái cơ hội để chúng ta tham gia đầu tư mua đúng điểm và khi mà chiều bán này chúng ta cũng có thể bán đúng điểm rồi công nhiệm rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm uh, theo dõi video này uh, anh chị các bạn nếu thấy hữu ích nhớ ủng hộ công nhiệm uh, một like hoặc là thả tim ở cái phần comment để công nhiệm biết được rằng anh chị các bạn đang theo dõi video cũng như là uh, đó là một cái ủng hộ tinh thần để công nhiệm tiếp tục làm những cái video tiếp theo có nhiều năng lượng hơn và có nhiều những cái nhận định chính xác hơn để mà uh, chia sẻ với anh chị các bạn ở trên kênh và anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì có thể là đăng ký kênh để nhận những cái video uh, chia sẻ uh, tiếp theo uh, từ công nghiệm và anh em ở trong team itv rồi công mà uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo